chúng ta chỉ cần biết sống cho đúng thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, tu như vậy là hạnh phúc, là an vui, thanh thản và vô sự cho mình, cho mọi người và cho muôn loài chúng sanh. Đó chính là sự giải thoát chân thật của đạo Phật. Chớ đâu phải tu tập là chịu cực khổ, vào chùa làm công quả, rồi hàng ngày niệm Phật, tụng kinh, bái sám, cầu nguyện cho tiêu tai, giải tan nghiệp chướng, cho bệnh tật tiêu trừ, cho được giảng sanh về cực lạc Tây Phương, hoặc ngồi thiền để kiến tánh thành Phật, hay lạy hồng danh chư Phật để được gia hộ giải thoát. Luật nhân quả không chấp nhận những điều này, nên dù cho suốt tháng ngày niệm Phật, tụng kinh, cầu nguyện, cũng không bao giờ bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Dù có lại hồng danh chư Phật đến mòn đầu gối cũng không giải thoát. Giải thoát đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy phí công vô ích. Còn ngồi thiền thì đau chân như ai bẻ, tê chân như ai dần, nóng chân như ai đốt lửa. Đạo đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình ngu si, tự làm khổ mình. Ngồi thiền cố gắng tập trung tư tưởng, không cho niệm thiện niệm ác xen vào, đến nỗi đầu nặng như đổi đá, mặt căng như da trống. Tuy khổ đau như vậy, nhưng vẫn tu tập không dám bỏ một phút, một giây nào, cho đến khi bị nhức óc đau đầu, như ai lấy dây xiết quanh đầu, đau nhức như bưng. Thế mà Phật tánh có giúp cho mình hết khổ đau được không? Có hết tham sân si mạn nghi không? Rõ ràng bỏ của bỏ công phí sức tu tập mà không tìm giải thoát được, chỉ toàn sống trong xúc tưởng hỷ lạc ảo giác, do ngu si không hiểu biết thiền định nên cho đó là thiền định. Thật là tội nghiệp cho những người mù muốn biết màu sắc, ôi đáng thương xót vậy. Tóm lại,